Vẫn lại là chuyên mục một ngày gì đó, nhưng mà hôm nay sẽ là một ngày ăn và toán những thứ hay ho thôi. Bò nớt thêm một cái công thức làm trà bí đao nha đam hạt chia cho những đứa lười giống tui. Sau đó còn ăn bánh tráng màu xanh lá nhưng không hề xa lánh và một nui kem nữa nè. Trước tiên sáng dậy là đánh răng cũng phải chất. Đây là cái tuyếp kem đánh răng có hình trái tim hôm trước tôi mới nhìn thấy ở cửa hàng tiện lợi xong phải về quất luôn. Đó, dùng miếng đầu tiên chưa rõ nhưng mà các bác có nhìn thấy cái hình trái tim xa xa đằng kia không? Trời ơi, đáng yêu thực sự, đánh răng thôi mà cũng cảm thấy hạnh phúc ngập tràn nữa. Rồi, cái món ăn vặt đầu tiên của ngày hôm nay đấy chính là Kiri Mochi mấy ngày hôm nay hot hòn hòn ở trên top top. Một gói 400g thì đổ ra sẽ có 8 hay là 10 cái gì đó. Mà cái cục này cầm nặng tay phết cứng đơ cho nên muốn ăn thì chúng ta sẽ phải chế biến nó. Đào hết 7749 cái topic rồi coi YouTube nữa thì thấy người ta có cách chế biến là sẽ cho nướng than hoặc là nướng bằng chảo. Cơ mà ủa alo sao nó không chín đều mà nó cháy mỗi cái đoạn giữa này ta. May mắn là sau khi cạo hết cái phần đen đi dìm dìm ấn ấn nó xuống một chút là lại đều ngay. Cho bác nào thắc mắc là tại sao lại không bỏ dầu thì tôi cũng không biết nữa. Đại loại là đọc thấy đa số topic đều bảo là không cần phải bỏ dầu. Chỉ cần dùng chảo trông dính áp chảo hết các mặt ở lửa trung bình sao cho bên ngoài vàng đều bên trong ấn thấy mềm là ok la. Cũng ngựa bà bắt chước các chị kéo dài cái mochi này ra nhưng mà nó fail ảo thật đấy. Sang tới lần 2 thì Pít béo có kinh nghiệm rồi, chỉ cần kéo một phát là thấy mờ lem liền. Bánh mochi này ăn nó sẽ dẻo dẻo, dai dai gần giống như là bánh dày của Việt Nam mình ý. Cơ bản là vị nó sẽ hơi nhạt nên là tôi thấy bình thường người ta sẽ ăn cùng với sốt hoặc là một cái bột đậu nành trộn với đường. Tôi thì chả mua được bột đậu nành mà nhà cũng lại vừa hết mật ong nữa nên là chỉ có thể ăn cùng với nước đường cô đặc thôi. Rồi thì Pít thấy ở trên top top mọi người còn biến tấu ăn theo cái kiểu là cầm nguyên cái cục bánh gạo này miết vào mặt chảo nóng để được một cái miếng trông như là dạng snack ý. Thề là tôi chưa ăn thử cũng không biết là cái này có ngon không nhưng mà làm cái này nó cứ bị hay ho, nó cứ bị cuốn. Trời ơi, tôi nói nó mượt, nó mướt, nó thích mắt gì đâu. Cứ làm hoài vì đam mê chứ thực ra cũng chả ăn mấy. Tôi sẽ gọi món này là snack bánh gạo để ăn thử miếng coi sao. Vị nó cũng không tệ nha, ổn áp ra phết, ăn nó giống kiểu bỏng gạo của mình. Khả năng là nếu khi nào ăn nguyên cục ngán quá thì chúng ta có thể làm mỏng mỏng ra như này cũng vui mồm. Mỗi tội là ăn nhiều thì khát nước, thế cho nên là tôi quyết định sẽ làm một cốc trà bí đao nha đam hạt chia. Nó là làm trà bí đao nhưng tay lại đang ngồi cắt thạch đen thì bởi vì là tôi thích ăn thêm tí thạch đen nữa cho ngon. Không quên bỏ thật nhiều nha đam vào nữa tại của nhà trồng được mà lệ. Còn đây cuối cùng thì các bác đã biết vì sao tôi gọi đây là món trà nha đam hạt chia phiên bản siêu siêu lười chưa? Vì chỉ cần có topping rồi đổ một loại trà bạn yêu thích vào là được, có thể là trà bí đao này, thậm chí là cái trà ô long tịp lớt cũng ngon lắm. Tuy nhiên tôi khuyên các bác là không nên bỏ nhiều đá vào đâu, thậm chí là không bỏ đá cũng được mà nên ủ ướp mấy cái trà lạnh thì sẽ ngon hơn. Quên béng mất không cho hạt chia, trời má ơi, rõ ràng kêu là làm trà nha đam hạt chia thế rồi hạt chia đâu, uống chán chê mê mỏi rồi mới phát hiện ra. Nhưng túm với quần lại thì đây vẫn là một cái món trà vừa ngon vừa mát lại còn vừa dễ làm nữa, các bác nên thử. Chiều chiều chả có gì ăn cả, thế là lại lôi cái gói bánh tráng màu xanh lá này lần trước mua ở chợ đêm Đà Lạt ra để nhâm nhi. Tại tôi chưa bao giờ ăn cái bánh tráng màu xanh như thế này cả nên là muốn mua để ăn thử, nghe nói là cái màu xanh này là từ lá dứa mà ra ấy. Nói thật thì vị của nó chả khác gì bánh tráng thông thường, chủ yếu là cái gia vị tẩm ướp ở bên ngoài ăn nó ngon nên là bon mồm lắm. Cuối cùng chốt hạ cho buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tráng miệng bằng những chiếc kem xinh xẻo mà tôi đã tậu được ở 295 Phủ Thượng Đoạn. Cái hộp nhiều cây kem kia thì là tôi mượn người ta quay ấy chứ tôi tiền đâu mà mua nhiều như thế, chỉ dám mua một xíu này thôi nè. Nhưng nhìn chung thì tôi nghĩ là các em ấy chỉ để sống ảo thôi, còn ăn thì tôi thấy vị bình thường à.